Hello anh em, là mình nha. Thì đây là hôm nay mình có cái mấy ông bạn khác trong cái khu mình đó tới đây để là giống như là làm kiểu quảng cáo cho cái lực lượng á. Thì đây có cái bàn mình sẽ cho mấy cái hình sticker kẹo rồi mấy cái dạng như là để hướng dẫn khi mà mình có chuyện mình gọi người ta, rồi bút chì, rồi hình tô màu cho nít gì đó. Đó, nhìn ngầu không? Cũng dễ thương đó. Chồng nhắc lên xe cho mình. Ok, thì chiếc xe này là chiếc Concorde nha. Đó, 1400. Thì nó có cái logo này. Kawasaki Police 1400 nè. Đó. Thì cái loại này là loại bản đặc biệt đặt riêng cho cảnh sát á. Cái xe mà gốc á là cái chiếc Kawasaki Concorde 14. Gắn cái máy 1352cc của chiếc GX14 á. ZX14 á, Ninja á. Thì bốn máy thẳng hàng DLHC. Nhưng mà nó có cái khác biệt với lại cái chiếc GX14 á là nó xài cái lap, thấy không? Đó, rất là bền. Đó. Cũng 6 số đâu này kia thôi, nhưng mà cái công suất của nó thì nó thấp hơn. Nó công suất của nó chỉ có 160 horsepower thôi. Trong khi chiếc kia là 100 chiếc kia là 200 horsepower. Đó. Thì chiếc này là, nhưng mà cái công suất đó chỉ là cái phụ thôi. Tại vì cái xe này thì nó người ta không cần phải chạy 299, người ta chỉ cần đề ba lẹ thôi. Thì chiếc này là nó ra tới 100 pound feet of torque, tức là rất là nhiều. Những cái chiếc mà giống như là R1 này kia là chỉ có 80 pound feet of torque thôi, còn chiếc này là lên tới 100. Cho nên là nó đề ba rất là lẹ. Với lại cái tư thế ngồi thoải mái, thấy không? Đó, nhìn nè, cái tay lái nó đưa rất là dài ra phía sau. Cái này là nó làm lại rồi, để nó bỏ cái video rồi vô á. Đó, cho nên là đúng ra là cái tay lái nó nằm ngay chỗ này. Đó, cái chỗ đó, cái tay lái nó nằm ngay đây nè. Đó, nhưng mà người ta dời ra phía sau chút thì cái ông cảnh sát ngồi sẽ có cái tư thế ngồi rất là thoải mái. Đó, ngồi ngửa, dựa ngửa ra sau. Yên sau thì nó bỏ, mà nó gắn cái thùng đồ đựng ấy lên. Đó. Cái bô nè, nhìn cái bô nè, dễ may không? Đó, cái này là súng bắn tốc độ nè. Đó. Rồi nón bảo hiểm nè, không biết hiệu gì. Hất hàm, bảo hiểm hất hàm nè. Nó có sẵn cái chống đổ nè, rất là bự. Thấy không? Nè, chống đổ nè. Có ngã cũng không sao, đó, chống đổ phía sau nè. Cái này không biết để làm gì, còn như để súng hay sao. Sir, what is this one for, sir? Oh, it's to hold like if you have a big flashlight or a tape measure, you can put it inside. Okay. It. Yeah, thanks. Cái này là để đựng giống như là cái đèn đèn chớp á, hoặc là cái những cái thước đo đồ đó, đó là nó để ở đây. Đẹp quá. Nè, đây, tất cả đồ gà nằm trên đây hết. Đó, mấy gì nè, cao không? Cao, mụn to. Ông chạy mô tô là ông cao nhất. Đó, tới đây thấy không? Tới đây mấy ông ta cho kẹo nhất nè. Tại vì ở đây là cảnh sát á, cái hình tượng cảnh sát á, nó rất là đẹp. Người ta lúc nào cũng, cái lực lượng á, họ lúc nào cũng muốn xây dựng cái hình tượng đẹp đối với người dân đó. Thân thiện gần gũi với người dân để làm chi? Để người dân người ta tin tưởng, có chuyện người ta gọi. Đó. Đừng có nghe những người đó, ở bên này cảnh sát bắn chết người này kia, cái đó là giống như là những cái lời, giống như là kiểu tuyên truyền bậy bạ thôi. Tại vì thực sự mà nói là ở đây không cảnh sát nào bắn chết người mà tự nhiên đó. Ví dụ như trừ khi là mình móc súng ra, mình thò tay vô túi, thì cái đó là người ta có được quyền bắn mình.
còn ví dụ như mà tự nhiên đang lành thì không có cảnh sát nào lại bắn mình hết trơn đó. Thí dụ như người ta bắt mình, người ta kêu mình đầu hàng, mình phải đầu hàng đó, mình chống lại, mình móc súng, mình thò tay vô túi, mình làm cái động tác móc súng đó, thì người ta có quyền bắn mình thôi đó. Này quá, cái này giống như là cái này để sưởi ấm cái tay nè đó. Còn cái này chỉnh mode nè, này chỉnh mode nè, nó có mode nha, nó có những cái riding mode. Còn cái này theo mình là cái radio đó. Đồ mấy cái đồ điện tử là hiệu Motorola nha. Đó. Cái này thì chiếc này thì nó là âm ly da dầu đó, anh em thấy không đó. Bóp rất là êm. Cái thành phố mình ở là thành phố Mesa nha. À, không, chiếc này á, nếu mà mua mới á, là khoảng 16.000 đô. Mua lại thì khoảng 7.000-6.000. Thì chiếc này á, tốc độ tối đa nó không cao, nó chạy được khoảng chừng 250 thôi, nhưng mà được cái là nó đề ba rất là lẹ. Thì với lại cái dòng tua của nó rất là thấp đó. Để mình lại coi cái dòng tua nó sao nè. Đó, có 10 red light của nó là 10.000 vòng một phút, 10.500. Thì cho nên là cái máy nó rất là bền, nó có thể chạy tới 100.000 cây số dễ dàng, không cần phải làm máy lại. Chỗ này như để cái ly uống nước nè. Thắng dĩa bông nữa không? ABS luôn. Dĩa trước là dĩa bông Nissin. Bốn piston phục ngược nè đó, bốn máy này thấy không đó, bốn cổ bô á, cái cách nước bự nè đó. Cái lý do mà mình nói mình thích Kawasaki là tại sao? Tại vì cái nước nó rất là bự, anh em nhìn thấy cái cách nước không đó, bự chà bá luôn, cho nên là không có sợ nóng. Cái đèn này siêu sáng luôn á, hai cái chó đèn bự luôn, nó giả man thiệt. À, anh em có biết là cái kiến chắn gió này á, là nó đi lên đi xuống được. Kiến chắn gió này là mình chỉnh á. Đó. Không biết cái nút nó nằm ở đâu. Nè. Không thấy. Dạ. À, có một nhóc. Ông này như người trong đó, ông cảnh sát là người trong đó. Đó, có đen à, trắng à, nói chung là cường cảnh sát nó đủ người, đủ loại người hết nha. Nó không phân biệt, không cần phải lý lịch, không cần phải con ông cháu cha, không cần phải lý lịch, không cần phải quen biết gì hết. Mình có mình có khả năng thì mình đăng ký mình dự vô thi thôi. Mình thi vô, nếu mà đậu thì người ta nhận thôi. Không? Leo lên. Dễ thương không? Thì cái xe này á, là một cái xe touring rất là nổi tiếng. Nó được cái danh tiếng tại vì để mà thắng thầu cung cấp xe cho lực lượng cảnh sát thì nó cũng phải đòi hỏi rất là nhiều thứ. Nhưng mà để mà thắng được cái thầu này thì cũng phải là không phải là chuyện đơn giản. Tại vì trước đây là thường thường là cảnh sát là người ta chạy Harley đó. Xong rồi sau này chuyển qua chạy BM. Nhưng mà sau đó là cái xe Kawasaki 14 này nó thắng hết mấy thằng kia. Nên những cái xe mới, cảnh sát mới bây giờ toàn là Kawasaki thôi. Tại vì cái tốc độ tốt, rồi nó cộng thêm là nó có cái độ bền, nó không có đòi hỏi nhiều cái bảo dưỡng giống như là thằng BM. Còn Harley thì nó không có nhanh. Đây nè, cái này là KTRC là Kawasaki Traction Control nè. Còn cái này là cái nút gì ACT cái gì là không biết.
À, còn cái siren là cái còi hủ á. Đó. Có rất là nhiều nút bấm mà không biết nha. Đó. Đó anh em thấy không? Có hai cái nút bấm bên kia kìa. Không biết nút gì. Đây nữa nè, đây có một cái nút bấm phụ nữa nè. Đó, thì cái này là bản đặt riêng á, cho nên nó có nhiều cái lạ lắm. Cái này là cái còi hụ nè. Đó, còi hụ nè. Cái đèn LED nè, đèn chớp chớp á. À, mỗi lần mà đi đường mà thấy, thí dụ mà thấy ông này là coi như là biết là tấp vô rồi. Ví dụ như xe hơi nó rượt thì còn chạy mô tô, mà xe hơi nó rượt thì còn nghĩ tới chuyện bỏ chạy, chứ như ông này cũng rượt rồi thôi, dừng lại chống bắt cho rồi. Chống đứng nữa chứ, xe nặng gì mà có chống đứng, hay. Cái phục sau của xe này chỉnh được nha anh em, đó anh em thấy không, chỉnh tay được rồi. Đó, nó nằm, cái bình dầu nằm rời nè, không. Đó, mình dặn cái này là cứng mềm rồi đó. Nhìn lắp phê chưa? Chỗ này là đổ nhớt trong cái lát nè, đổ để bôi trơn. Cái này là mình như cái chỗ này để thay nhớt nè. Đó, cái con ốc này nè, thay nhớt. Nhớt lát này lâu lâu mới thay. Nhìn cái dàn chân đã quá. Đó, mình cái dàn mâm mâm 1, 2, 3, 4, 5 mâm 10 cây. Đó, đã không? Phê quá trời phê luôn. Ok, thì đó là một dòng sơ lược về cái xe cảnh sát của cảnh sát Mỹ thôi. Thông tin thì không biết là mình có đưa đúng thì nãy mình mới đọc xong. Nhưng mà không biết là có đủ hay không. Nếu mà thiếu cái gì thì anh em comment bổ sung giùm mình. Ok, thank you anh em rất là nhiều đã coi cái video của mình. Rồi thôi không cần nhóc ngồi lên chụp hình thấy ghét không? nhớ like, share với subscribe cho mình nha. Thank you rất là nhiều.